kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 5 năm 2023. Kính thưa quý vị, hôm nay toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm trọng thể 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023. Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, một người yêu nước chân chính, nhà cách mạng sáng suốt. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Từ thuở thiếu niên, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân khốn khổ, người đã ôm hoài bão cứu nước, cứu dân. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng. Với khát vọng tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, đã bắt đầu cuộc hành trình 30 năm ròng. Người đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin và tìm ra con đường giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đến năm 1930, được sự phân công của Quốc tế Cộng sản, người chủ trì hội nghị thống nhất ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, kết thúc bằng cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975. Đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đưa Tổ quốc ta về một mối, mở ra một kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đây, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng nhau đoàn kết trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta di sản vô cùng quý giá. Đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với hệ thống các quan điểm lý luận toàn diện sâu sắc về đường lối cách mạng Việt Nam, tư tưởng của người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tấm gương đạo đức trong sáng, phong cách sống và làm việc của người là mẫu mực cho mọi thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo. Trong niềm vinh dự tự hào là thành phố được mang tên Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nguyện chung sức, đồng lòng, cống hiến hết sức mình để thực hiện di chúc của người. Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, cường thịnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành trung tâm lớn về mọi mặt, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản lớn lao về mọi mặt, nhất là trong rèn luyện đạo đức, nhân cách để phụng sự Tổ quốc. Ngày nay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên và liên tục, nhất là trong công tác trong người. Những năm qua, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên của chi bộ giáo viên 4 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thành phố đã không ngừng phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Xác định công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Tại các buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ giáo viên 4 luôn duy trì việc tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều phương thức truyền đạt sáng tạo để lan tỏa việc học Bác trong đảng viên chi bộ.
Tôi học được cái đức tính của Bác, đó là đức tính tự học và học tập suốt đời và học để phục vụ đất nước, phục vụ Tổ quốc. Và trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay thì giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại chúng tôi phải luôn nỗ lực rèn luyện bản thân, luôn tự học hỏi. Tôi cũng luôn động viên các giảng viên trong chi bộ là luôn nâng cao trình độ học tập, nâng cao kiến thức của mình bằng việc tham gia các nghiên cứu khoa học, rồi tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, rồi nâng cao trình độ. Với vai trò là bí thư chi bộ, tôi luôn nỗ lực học tập cái đức tính cần cù chịu khó, cũng như là cái tinh thần trách nhiệm của Bác trong cái công việc của trong cuộc sống. Bản thân tôi thì luôn luôn tận tụy, sẵn sàng những cái nhiệm vụ và cố gắng hoàn thành những cái nhiệm vụ được giao với các vị tạo ra chất lượng cao nhất. Để lan tỏa cái việc học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở trong chi bộ thì tôi và chi ủy cũng đã đưa những cái nội dung về học tập và làm cho tấm gương đạo đức của Bác trở thành những cái chuyên đề chính trong buổi sinh hoạt chi bộ. Thì chúng tôi đều cân nhắc lựa chọn những cái nội dung gắn liền với lại những cái ngày kỷ niệm của các sự kiện lịch sử ở trong tháng, trong quý. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thay đổi các phương thức truyền tải các mẫu chuyện về Bác, và điển hình như là thông qua các việc là sưu tập những cái bộ phim tư liệu hoặc là sưu tầm những cái phóng sự của các nhân chứng sống khi kể chuyện về Bác, hoặc là chúng tôi diễn kịch lại những cái mẫu chuyện về Bác để cho các đồng chí đảng viên có thể thấm nhuần hơn trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các đảng viên chi bộ giáo viên 4 cũng không ngừng đề xuất những sáng kiến giúp cải thiện môi trường làm việc, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Chúng tôi cũng thực hiện cái việc tuyên dương tấm gương người tốt việc tốt và khen thưởng động viên những cái cá nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Ngoài ra thì chi bộ cũng rất là mạnh dạn là thay đổi cái hình thức sinh hoạt. Thay vì sinh hoạt tại cơ sở của nhà trường thì chúng tôi đã chuyển sang các mô hình đi thực tế tại các di tích lịch sử hoặc là các điểm căn cứ cách mạng. Để việc học Bác được lan tỏa trong toàn bộ nhà trường, các giáo viên thuộc chi bộ còn thường xuyên chia sẻ các đức tính tốt đẹp, những mẫu chuyện hay về Bác đến các em học sinh trong những giờ lên lớp để giúp các em hiểu thêm về vị cha già dân tộc. Khoảng 73 năm về trước thì Bác Hồ đã tặng cho thanh niên 4 cái câu thơ: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Thì đến nay trong cái thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như là công nghiệp cách mạng 4.0 và cái hội nhập kinh tế quốc tế thì tôi thấy rằng cái lời dạy đó vẫn còn nguyên cái giá trị và cái ý nghĩa. Bởi vì sao? Bởi vì nó chính là một cái định hướng rất là nhiệt huyết cho thế hệ trẻ trong cái việc kiên trì lý tưởng và vượt qua được mọi cái thách thức để đạt được cái thành công. Trong cái quá trình giảng dạy thì tôi cũng đã cố gắng truyền cho sinh viên cái sự kiên trì. Và đầu tiên là mình sẽ phải có cái mục tiêu nhất định đối với lại mỗi cái giai đoạn học tập của mình. Và khi mà đã có mục tiêu, đã có cái định hướng thì tôi khuyên các bạn là sẽ phải tiếp tục đưa ra và theo đuổi đến cùng cái mục tiêu của mình. Em cảm phục là vì Bác đã luôn kiên trì không bỏ cuộc để bảo vệ đất nước của mình. Thầy cô đã dạy cho em thêm nhiều về Bác. Đối với người Gen Z như em thì các trang mạng xã hội rất là dễ tiếp cận. Thì em sẽ chia sẻ những cái câu chuyện hay, đẹp về Bác để tất cả các mọi người Gen Z như em cùng biết. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, trong 2 năm 2021 và 2022, chi bộ giáo viên 4 đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. 100% đảng viên chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ luôn là đơn vị điển hình, hình mẫu về công tác sinh hoạt chi bộ với nhiều cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lan tỏa những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo không khí thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Tháng Công chức viên chức người lao động năm 2023. Ban Thường vụ Công đoàn viên chức thành phố vừa tổ chức chương trình tuyên dương gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, gương người tốt việc tốt. Sơ kết 2 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Công đoàn viên chức thành phố có 43 tập thể, 120 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, gương người tốt việc tốt năm 2023. Liên tục học tập để cải thiện bản thân, để cho cái vai trò của công đoàn ở trong tổ chức được nhân rộng và người lao động biết đến công đoàn nhiều hơn, cũng như là
khi mình triển khai những hoạt động của công đoàn thì người lao động hưởng ứng rất là tích cực. Vì cá nhân thì cũng rất là nhỏ nhoi, nhưng mà góp một phần nhỏ thì nhiều phần nhỏ nó sẽ góp lại thành một phần lớn để cùng với lại cơ quan chăm lo cho xã hội tốt hơn. Có 90 công trình đăng ký tham gia đợt phát động thi đua, trong đó có 5 công trình tiêu biểu được Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố lựa chọn đăng ký làm công trình thi đua cấp khối và cấp thành phố. Những sáng kiến này sẽ lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn Việt Nam. Công trình đào tạo ra được 1.000 kỹ an toàn viên vệ sinh lao động thì cái công trình này áp dụng cho cái toàn bộ các công ty trong khu công nghệ cao. Khu công nghệ cao thì đa phần mình là nhà máy nên cái việc mà đào tạo mình có thêm cái lực lượng an toàn vệ sinh viên lao động là rất là cần thiết. Cho nên mình sẽ triển khai cho tất cả các công ty đăng ký để mình sắp xếp cái trung tâm đào tạo đó được những khóa học online để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động có thể học bất kỳ nơi nào và mang tới cái kết quả hiệu quả nhất, không chỉ là bằng cấp nhưng mà là về kiến thức. Công đoàn viên chức thành phố tiếp tục đẩy mạnh đưa chỉ thị 05 vào thực tiễn đời sống, trở thành việc làm tự giác thường xuyên thông qua các hoạt động phong trào với nhiều công trình từ cấp khối đến cấp cơ sở. Đã chỉ đó, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và công đoàn là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn thế, công đoàn phải tổ chức giáo dục lãnh đạo công nhân, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để hoàn thành vượt mức kế hoạch của Đảng và Chính phủ đề ra. Học Bác, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức lao động khối dân chính đảng thành phố đã có những sản phẩm công trình góp phần tham gia xây dựng thành phố ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Công đoàn viên chức thành phố cũng trao quà tri ân cho đại diện người lao động, thiết thực quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và trao giải cho các đơn vị tác phẩm dự thi, hội thi ảnh đẹp công đoàn. Thưa quý vị, hôm nay cũng là kỷ niệm 64 năm ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn Anh Hùng, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2023. 64 năm trước, để đáp ứng nhu cầu chi viện nhân tài vật lực từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, Bộ Chính trị đã quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự trên bộ và trên biển. Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, ngày 19 tháng 5 năm 1959, đoàn công tác quân sự đặc biệt chính thức được Thường trực Tổng quân ủy giao nhiệm vụ mở đường, vận chuyển hàng quân sự, tổ chức đưa đón bộ đội, chuyển công văn tài liệu từ miền Bắc vào miền Nam và ngược lại. Đoàn được mang phiên hiệu Đoàn 559, sau này được đổi tên thành Bộ Tư lệnh 559, rồi Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Ngày 19 tháng 5 năm 1959 đã trở thành mốc quan trọng, đánh dấu mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, đồng thời là ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn Anh Hùng. Trong 16 năm hoạt động, từ năm 1959 đến năm 1975, Bộ đội Trường Sơn đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Đường Hồ Chí Minh đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng vươn sâu đến các mặt trận, các chiến trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vận tải chi viện chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam và cho cách mạng Lào, Campuchia. Bộ đội Trường Sơn đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, mở được 5 hệ thống trục đường dọc, 21 trục đường ngang, nối Đông và Tây Trường Sơn, vươn tới các chiến trường, vận chuyển hơn 2 triệu lượt người và hàng vạn tấn quân lương, đạn dược, lương thực vào chiến trường miền Nam và đưa hàng vạn thương binh trở ra Bắc, bảo đảm cho sự chỉ huy thông suốt từ Hà Nội qua Trường Sơn tới thẳng các hướng chiến trường, góp phần to lớn trong sự nghiệp chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trải qua hết bom đạn chiến tranh cho đến ngày hòa bình xây dựng đất nước, từ một đường mòn, con đường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tuyến huyết mạch nối liền hai đầu đất nước, thành biểu tượng của khí phách anh hùng, bản lĩnh, trí tuệ dân tộc Việt Nam. Chiều tối qua, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi gặp gỡ báo chí để cung cấp thông tin liên quan đến dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54, đồng thời trả lời báo chí những vấn đề liên quan đến nội dung quan trọng này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi thông tin hiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý về nguyên tắc sẽ đưa dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54 vào kỳ họp Quốc hội tháng 5 tới, với điều kiện thành phố sẽ nhanh chóng hoàn thiện những hồ sơ liên quan,
Theo đó, thành phố cùng các bộ ngành đã khẩn trương phối hợp và đến 20 giờ ngày 17 tháng 5, các hồ sơ đã hoàn thành. Đại diện các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi với lãnh đạo thành phố cùng các sở ngành tập trung vào một số nội dung như sau. Tính cần thiết của nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54 đối với sự phát triển của thành phố, những đề xuất mới của thành phố trong nghị quyết mới có đủ để tháo gỡ những khó khăn cho thành phố hay không, đội ngũ cán bộ của thành phố đã đủ năng lực để có thể triển khai các nội dung của nghị quyết mới khi nghị quyết được thông qua hay không. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã trực tiếp trả lời những câu hỏi mà đại diện các báo đặt ra. Nghị quyết thay nghị 54 lần này với khoảng 43, tôi nói khoảng là bởi vì con số này nó còn dao động, 43 nội dung cơ chế chính sách được chia ở 4 nhóm thì sẽ giúp cho thành phố tháo gỡ rất lớn những cái vướng mắc mà về mặt thể chế và chắc chắn là nó sẽ tạo những cái động lực cho thành phố phát triển, đặc biệt là sẽ huy động các cái nguồn lực xã hội ngoài ngân sách cho cái đầu tư phát triển. Thứ hai nữa là sẽ phân cấp, phân quyền cho thành phố chủ động hơn, kịp thời hơn trong giải quyết các cái thủ tục. Và đặc biệt là ở đây nó sẽ tháo gỡ cho thành phố Thủ Đức. Cho đến giờ này thì thành phố đã có một cái bước chuẩn bị cũng khá là chủ động. Chúng tôi đã có phân công, coi như phân công lần đầu cho các cơ quan chuẩn bị cụ thể hóa các cái nội dung cơ chế chính sách để trình cho Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp giữa kỳ năm nay, tức là vào tháng 7, và dự kiến có một kỳ họp chuyên đề vào tháng 9 và kỳ họp cuối năm vào tháng 12 năm nay, với tinh thần là thành phố sẽ củng cố đội ngũ bộ máy, tinh thần tâm thế và chuẩn bị các hồ sơ thủ tục trong năm nay, năm 2023, để cơ bản là mình cụ thể hóa và 4 năm còn lại là tổ chức thực hiện. Tôi xin nói cái này, tức là bây giờ có một bộ phận cán bộ công chức viên chức của thành phố cũng như cả nước còn e dè, còn ngại trách nhiệm trong thực thi công vụ của mình, nhưng không phải tất cả. Tôi tin rằng là không chỉ là cái cán bộ công chức viên chức của thành phố đâu, mà người dân thành phố đều có cái sự tự trọng của mình, và trước những cái thách thức, trước những nhiệm vụ lớn thì sẽ có một cái sự nỗ lực phấn đấu để thực hiện, và trong điều kiện khó khăn thì sẽ phấn đấu để vượt qua khó khăn và tiếp tục sẽ đưa thành phố phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự đồng hành của các bộ ngành trung ương trong quá trình chuẩn bị dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54. Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến với tinh thần ủng hộ, có yêu cầu cao hơn cho nghị quyết thay thế nghị quyết 54. Theo đó, với sự hợp lực thúc đẩy cho đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, cơ chế chính sách vượt trội từ nghị quyết thay thế nghị quyết 54 của Quốc hội lần này được kỳ vọng sẽ mang nhiều ý nghĩa và những tín hiệu lạc quan giúp thành phố Hồ Chí Minh tự tin tiến bước. Quận ủy quận 7 đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 19 tháng 5 năm 2023 và sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự. Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy quận 7 luôn nỗ lực phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, tiên phong đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong đợt này, có 322 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng từ 50 năm đến 70 năm tuổi Đảng. Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy cũng trao bằng khen, biểu dương cho những tập thể cá nhân điển hình, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đây là những tập thể đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, thường xuyên tự phê bình và phê bình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là những cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên luôn gương mẫu trong nói và làm, có những sáng kiến, cải tiến trong công việc, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, vì dân phục vụ. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phường của quận 7 đã xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trưng bày những hình ảnh giới thiệu về cuộc đời, quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm kinh điển của Bác như Di chúc Hồ Chí Minh toàn tập cũng được giới thiệu. Không gian ý nghĩa này góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến gần hơn với mỗi người dân trên địa bàn.
Sáng qua, Quận ủy quận Tân Bình cũng đã tổ chức trao huy hiệu đảng cho đảng viên của đảng bộ quận. Tham dự có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình Lê Hoàng Hà đã ôn lại lịch sử của đảng và nhấn mạnh đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vươn cao ngọn cờ độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại. Chúc mừng các đảng viên nhận huy hiệu đảng đợt này, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình bày tỏ đây không chỉ là niềm vinh dự của bản thân các đồng chí, mà còn là niềm tự hào chung của toàn đảng bộ quận. Trong dịp 19 tháng 5 này, quận Tân Bình tặng huy hiệu đảng cho 153 đồng chí. Trước đó, Quận ủy quận Tân Bình đã tổ chức buổi lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023. Đại diện 15 phường trên địa bàn quận đã nhận 578 cây trồng các loại để trồng tại các khu dân cư, khu sinh hoạt cộng đồng, trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm kêu gọi mọi người chung tay cải thiện môi trường sinh thái và làm đẹp cảnh quan thiên nhiên. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng và sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, biểu dương những tập thể cá nhân điển hình, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đợt này, quận 12 trao huy hiệu đảng cho 114 đồng chí từ 30 năm đến 75 năm tuổi đảng. Đây là những đảng viên luôn tiên phong, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào tại địa bàn cư trú, là những tấm gương lan tỏa niềm tin, lý tưởng đến cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống, thành quả cách mạng và lời thề sắt son với đảng. Dịp này, quận 12 đã biểu dương 43 tập thể, 23 cá nhân, trong đó đã giới thiệu thành phố biểu dương 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ ngày 19 tháng 5 năm 2022 đến ngày 19 tháng 5 năm 2023. Đây là những tập thể cá nhân có nhiều mô hình cách làm hay, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác đến từng cán bộ, đảng viên, người dân, là những tấm gương sáng giữa đời thường, góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động, đóng góp tích cực vào mọi hoạt động phong trào của quận, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của quận 12 nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Huyện Bình Chánh cũng vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng và biểu dương bí thư chi bộ khu phố ấp đảng viên tiêu biểu năm 2022. Đây là dịp để địa phương tôn vinh đảng viên có nhiều tuổi đảng, ghi nhận công lao to lớn, những đóng góp, những cống hiến của đảng viên trong quá trình xây dựng đảng, bảo vệ tổ quốc, xây dựng phát triển đất nước, qua đó bồi dưỡng, giáo dục cho cán bộ đảng viên thế hệ trẻ tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi lễ, huyện Bình Chánh trao huy hiệu đảng cho 314 đảng viên, trong đó có 87 huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 23 huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 32 huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 132 huy hiệu 60 năm tuổi đảng và trao tặng huy hiệu đảng cho 8 đảng viên. Dịp này, huyện cũng biểu dương và khen thưởng 21 bí thư chi bộ khu phố ấp, 42 đảng viên có thành tích tiêu biểu năm 2022. Tin thế giới, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 5 công bố đoạn video Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thị sát quá trình huấn luyện chiến đấu cho các binh sĩ hợp đồng mới được tuyển dụng của nước này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, khóa huấn luyện diễn ra tại một doanh trại quân đội ở quân khu phía Tây của Nga. Theo kế hoạch, các binh sĩ mới của Nga được huấn luyện dưới sự chỉ đạo của các sĩ quan có kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đồng thời, họ được hướng dẫn sử dụng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp. Cũng trong quá trình huấn luyện, các binh sĩ nhập ngũ được thực hành chuyên sâu về thao tác chiến thuật trên chiến trường, kỹ năng sơ cứu và liên lạc vô tuyến. Tất cả các binh sĩ được thực hành bắn đạn thật từ nhiều loại vũ khí khác nhau. Sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình hướng dẫn thực hành, họ sẽ được gửi đến căn cứ thường trực để được huấn luyện thêm như một phần của đơn vị quân đội. Ngày 18 tháng 5, giao thông đường sắt giữa thành phố Simferopol, thủ phủ của bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol đã tạm ngừng hoạt động. Vụ việc xảy ra sau khi 8 toa tàu chở ngũ cốc bị trượt đường ray, nghi là do hành vi phá hoại. Trong một tuyên bố, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergei Aksionov cho biết vụ việc diễn ra ở ngoại ô thành phố Simferopol và không gây ra thương vong. Cơ quan giao thông khu vực này đã triển khai xe buýt hỗ trợ đưa hành khách rời khỏi con tàu gặp nạn. Nhà vận hành đường sắt khu vực cho rằng có một bên thứ ba đã can thiệp dẫn tới vụ việc.
Người dân địa phương đã khai báo với cảnh sát về việc nhìn thấy một người đàn ông đáng nghi ngờ xuất hiện trong khu vực này trước khi vụ chật đường dây xảy ra. Ngoài ra còn có nhiều nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn. Chỉ cách đây vài tháng, hoạt động đường sắt trên bán đảo Crimea đã bị gián đoạn vì đường dây gần Simferopol bị hư hại nghiêm trọng. Chiều qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bắt đầu các hoạt động ngoại giao cấp cao của mình bằng cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden và sau đó là hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak trước khi hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào hôm nay 19 tháng 5. Trong cuộc gặp với Tổng thống Biden, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như cuộc xung đột Nga-Ukraine và khẳng định sự bền chặt của Liên minh An ninh Mỹ-Nhật. Khi các quốc gia sát cánh cùng nhau, chúng ta sẽ đứng vững hơn và tôi tin rằng cả thế giới sẽ an toàn hơn khi chúng ta làm như vậy. Liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi rất mừng vì sự hợp tác giữa hai nước đã phát triển vượt bậc. Trước cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Biden đã tới thăm các binh sĩ Mỹ tại trạm không quân thủy quân lục chiến Iwakuni gần đó. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thủ tướng Nhật Bản và người đồng cấp Anh đã công bố một loạt thỏa thuận mới về các vấn đề bao gồm quốc phòng, thương mại và đầu tư, công nghệ và biến đổi khí hậu. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anh cũng đã thăm tàu sân bay GS Izumo, một con tàu chở máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu cất hạ cánh phản ứng. Ngày 18 tháng 5, lãnh đạo đảng Tiến Bước của Thái Lan, Pita Chimcharanrat cho biết đảng của ông sẽ làm việc với 7 chính đảng khác nhằm hình thành một liên minh để thành lập chính phủ. Liên minh 8 đảng này bao gồm đảng Tiến Bước, đảng Vì Nước Thái, đảng Thái Sang Thái, đảng Thái Liberal, đảng Prachachat, đảng Fair, đảng Plung Sung Komai và đảng Pura Thái Ramphalang. Cùng với 152 ghế mà đảng Tiến Bước có được, Liên minh 8 đảng theo kế hoạch của ông Pita sẽ có tổng cộng 313 ghế tại Hạ viện Thái Lan gồm 500 ghế. Con số này đủ để Liên minh do Tiến Bước dẫn đầu chiếm đa số tại Hạ viện, nhưng không đủ để đảm bảo ông Pita được bầu chọn làm thủ tướng thứ 30 của Thái Lan nếu không có được sự ủng hộ của tối thiểu 376 phiếu tại Quốc hội. Thách thức đối với ông Pita là giành được phiếu bầu từ 250 thành viên của Thượng viện, cơ quan được chính quyền quân sự bổ nhiệm. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Pita cho biết tất cả 8 đảng này sẽ ký một bản ghi nhớ với các thông tin chi tiết sẽ được công bố vào ngày 22 tháng 5. Theo ông, một ủy ban sẽ được thành lập để tiếp tục thực hiện hiệu quả các công việc của chính phủ mãn nhiệm. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch kết nối cho 5.744 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Bonjuan Việt Nam dự kiến bị cắt giảm sắp tới với 16 doanh nghiệp. Đây là một trong những thông tin đáng chú ý tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn ra vào chiều qua. Theo đó, công ty Bonjuan Việt Nam có kế hoạch thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với người lao động chia làm hai đợt. Đợt 1 ngày 24 tháng 6 cắt giảm 4.519 lao động và đợt 2 ngày 8 tháng 7 là 1.225 lao động. Trong đó, số lao động đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 30,4%, các tỉnh Long An, Tiền Giang chiếm 34,3% và các tỉnh khác chủ yếu khu vực miền Trung, miền Bắc chiếm 35,3%. Người lao động trong độ tuổi dự kiến bị cắt giảm từ 21 đến 30 tuổi chiếm 6,8%, từ 30 đến 40 tuổi chiếm 39,6%, trên 40 tuổi chiếm 53,6%. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về công tác chuẩn bị tư vấn giới thiệu việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tôi cũng có báo cáo cho ủy ban cái hướng lãnh đạo của sở đối với Trung tâm Dịch vụ Việc làm là chúng tôi đã chỉ đạo giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm phối hợp với lại công đoàn của công ty và bộ phận nhân sự công ty để chuẩn bị khảo sát cái nguyện vọng của người lao động về đào tạo nghề cho họ cho đến vào ngày 20 tháng 5, có nghĩa là cái ngày mà họ sẽ tiếp xúc tới đây. Rồi chuẩn bị cái doanh nghiệp mà có nhu cầu tuyển dụng thì hiện nay ghi nhận của chúng tôi là có khoảng 16 doanh nghiệp. Họ đang cần tuyển dụng là khoảng 4.960 vị trí công việc. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cũng đề nghị các ban ngành liên quan theo dõi sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến quan hệ lao động. Liên quan đến việc hết vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em dưới 1 tuổi đến tháng 4 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh là 77,3%, vẫn còn thấp so với chuẩn của quốc gia là 95%. Ngoài các loại vaccine DPT, VGB, HIB và DPT đã hết hoàn toàn,
các loại vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng chỉ còn số lượng rất hạn chế, dự kiến sẽ hết trong vòng vài tháng tới nếu không được cung cấp thêm. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo HCDC có kế hoạch là lập ra một kế hoạch để sẵn sàng mà đấu thầu vaccine tiêm chủng mở rộng để mà thay thế cái nguồn của Bộ Y tế. Tuy nhiên tới ngày 12 tháng 5 vừa qua đó thì có cái công văn hỏa tốc của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thì yêu cầu các địa phương gửi dự trù vaccine cho những tháng còn lại của năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 thì HCDC dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế thành phố cũng đã làm cái động tác này rồi. Sở Y tế thông tin thêm, tình trạng tạm gián đoạn cung ứng một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng như hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh là bất khả kháng. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng mở rộng trên địa bàn vẫn duy trì hoạt động thường xuyên theo lịch cố định để tiêm chủng các loại vaccine hiện còn, đồng thời lập danh sách trẻ đến lịch tiêm chủng nhưng chưa được tiêm chủng để mời ra tiêm ngay khi vaccine được cung ứng trở lại. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.